thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường Bảo An đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm kịp thời ngăn chặn dịch lây lan rộng trong cộng đồng, nỗ lực thu hẹp vùng cam, mở rộng vùng xanh trên địa bàn. Phường Bảo An với dân số 3.417 hộ trên 10.000 nhân khẩu được chia thành 7 khu phố. Qua đánh giá xác định vùng xanh trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Bảo An là một trong 4 phường ở mức độ nguy cơ cao, vùng cam. Tính từ đợt bùng phát dịch thứ tư đến nay, trên địa bàn phường Bảo An đã ghi nhận 49 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Qua công tác truy vết khoanh vùng, địa phương đã xác định đưa đi cách ly tập trung 204 người là F1 của các bệnh nhân, đồng thời tiến hành phong tỏa 20 địa điểm có ca mắc COVID-19 để tầm soát bóc tách F0 ra khỏi khu dân cư, chuyển cơ sở y tế điều trị kịp thời và khống chế không để dịch lây lan trong cộng đồng. Phải nói rằng là công tác phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của thành ủy, của Ban chỉ đạo thành phố Phan Rang Tháp Chàm, địa phương đã tập trung tất cả các nguồn lực để vào cuộc. Trong thời gian qua, hệ thống chính trị của phường Bảo An đã rất quyết liệt vào cuộc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo của phường đã chỉ đạo thành lập 2 tổ xử lý vi phạm và các tổ giám sát cộng đồng. Các tổ này đã hoạt động rất tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay, trên địa bàn phường có 7 tổ giám sát cộng đồng với 56 thành viên và sự giám sát phản ánh của nhân dân nên công tác truy vết của địa phương thực hiện rất có hiệu quả và kịp thời. Địa phương đã tập trung truy vết, khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Qua truy vết thì có tổng số là 49 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 với 204 F1 đã đề nghị đưa đi cách ly tập trung ở các khu cách ly tập trung của tỉnh và thành phố. Đến nay địa phương đã tổ chức tầm soát và hoàn thành 4 lần theo quy định là 1, 3, 7, 14 để lấy mẫu test nhanh kháng nguyên và mẫu đơn, mẫu gộp PCR theo định kỳ cũng như là theo đột xuất. Hiện nay là đã tầm soát trên địa bàn toàn phường là với 6.367 người gồm các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, các khu vực đông dân cư, khu vực chợ Tháp Chàm 1, khu vực có ca F0, F1 và các địa bàn còn lại trên toàn phường. Ủy ban nhân dân phường đã thành lập 2 tổ xử lý vi phạm và 7 tổ giám sát cộng đồng tại các khu phố, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa phương không chủ quan lơ là trong công tác phòng dịch, không chia sẻ những thông tin sai sự thật, đồng thời thường xuyên theo dõi, bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp người ở vùng có dịch và nguy cơ về địa phương, báo về ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca dương tính phát hiện trong cộng đồng ngày càng tăng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Bảo An đã chỉ đạo trạm y tế phường tổ chức lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng ngày theo kế hoạch tầm soát vùng nguy cơ và vùng nguy cơ cao của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, thành lập một tổ chốt trực tại chợ Tháp Chàm 1, tuyên truyền các hộ tiểu thương và người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm quyết định tạm dừng hoạt động tại chợ để phòng chống dịch của Ủy ban nhân dân thành phố. Nhờ vậy, nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh và ý thức phòng bệnh của người dân được nâng lên, mỗi gia đình khu dân cư đều có biện pháp thiết thực để đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh lây lan. Trong thời gian đến sẽ thực hiện một số cái công việc là hệ thống chính trị của phường sẽ quyết tâm tăng cường hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên địa bàn phường và các xã phường lân cận, thực hiện đảm bảo là 5K, rồi tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm đối với các hộ kinh doanh buôn bán hàng thức ăn mang về không thực hiện đúng thông điệp 5K, rồi tăng cường công tác kiểm tra quản lý các nhà xe mà chạy theo cái tuyến ngoại tỉnh, được xây dựng kế hoạch tầm soát định kỳ cũng như thành lập mỗi khu phố có tổ lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ để kịp thời thực hiện tầm soát bóc tách các F0, F1 ra khỏi cộng đồng, được tăng cường công tác nâng cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng khi phát hiện có công dân đi các vùng dịch về địa phương, được kịp thời báo cáo cho ban chỉ đạo phường, kể cả là giám sát cái số
lượng người mà đi cách ly tập trung về phải thực hiện là cách ly y tế tại nhà 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua bảo vệ vùng xanh an toàn, phường Bảo An cũng đã thành lập 7 chốt bảo vệ vùng xanh tại 7 khu phố dưới sự giám sát của hệ thống chính trị ở khu phố và 9 người dân cư trú tại khu phố. Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Người và phương tiện qua lại chốt kiểm soát đều phải tạm dừng để xác định lịch trình, khai báo y tế rõ ràng. Mặc dù hiện nay Bảo An nằm trong danh sách địa bàn có nguy cơ cao, song với những giải pháp cụ thể, quyết liệt, cùng sự đồng sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân địa phương, tin tưởng rằng phường Bảo An sẽ nhanh chóng khoanh vùng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, thu hẹp vùng cam, mở rộng vùng xanh, góp phần cùng thành phố Phan Rang Tháp Chàm hoàn thành mục tiêu xanh hóa trên bản đồ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất.